Dạ kính chào tất cả anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Lo Kéo Tiso. Rất cảm ơn anh chị các bạn thời gian qua đã luôn yêu quý theo dõi kênh. Thì hiện tại là tới 54.500 các bạn anh chị các bạn đã đăng ký kênh, thành viên kênh Lo Tiso. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh chị các bạn một mẫu lo mới và tri ân cho năm khách hàng đầu tiên mình được tặng một cái phần quà nhỏ nhỏ là một cái đèn chớp USB mình cắm kèm theo lo, nó sẽ chớp theo nhạc giống như nó chớp theo giọng nói. Đó là chị giá phần quà là 99k ưu đãi cho năm khách hàng đầu tiên khi mua hàng tại Lo Kéo Tiso. Và đặc biệt mọi người có thể mua thêm phụ kiện, ví dụ như cái bình tích điện mình được giảm 30% đó. Và đây con này là Samsung 771A, model mới nhất hiện tại, một trong những model mới nhất hiện tại. Thì hiện tại em search trên YouTube, hiện tại chưa thấy mẫu này. Thì mẫu này bên em về cũng khoảng hồi ngày tầm khoảng ngày 10, 14, 15 á. Và hôm nay em sẽ review cho mọi người nha. Samsung 771A, bây giờ chúng ta phải cùng đi vào phần đập hộp rồi nha anh Tài, chúng ta đập hộp nha. Đủ có đem dao luôn. Dao mà nhét ở quần, nhét túi quần. Có nào chắc không đâu. Thì nãy giờ gái đẹp chạy ngang ngó quá trời luôn, ngại nên làm khép nép nhẹ nhàng, anh chị các bạn thông cảm bỏ qua. Đây là phần đập hộp review. Đây là hai mic màu vàng gold, cực kỳ sang xịn, sang chảnh. Đó, thích không? Nhìn là thích ha. Mic ONF, nút chỉnh tần số. Mình nghĩ là những cái loại lo này là phải có nút chỉnh tần số hết. Đó, nút chỉnh tần số nè. Đơn giản chỉnh tần số thì mình hướng dẫn rất là nhiều rồi. Hai nút này mình mọi người khui luôn đi anh Tài, khui luôn đi. Thì mình đây chỉnh tần số thì đây mọi người tắt nguồn lo, tắt nguồn mic, bấm giữ hai nút này lên thôi. Bấm giữ hai nút này 5 giây nó chớp chớp cột sóng trên cái màn hình này. Màn hình trên đây nó sẽ chớp chớp mà mình đưa cái màn hình lúc mà đang chớp chạm vô màn hình hiển thị Bluetooth của cái lo, nó sẽ chớp lên, nó hú lên một cái. Nó hú lên nha mọi người là nó sẽ nhận mic. Này nãy quên dỡ mấy cái bịch lên để nó hồi nó ấy. Đó, mình anh em mình đang chịu đựng mũi cắn để review cái clip này cho mọi người. Mọi người nhớ yêu quý thì chia sẻ và để lại một like ủng hộ mình. Còn bạn nào, anh chị bạn nào không thích thì mình cứ để lại phần dislike đi. Đó, để cho mình biết cái phần ý kiến của mọi người. Nói chung dislike hay là like không quan trọng, nó không có ảnh hưởng gì mình hết. Đó, để mọi người cùng cho mình ý kiến nha. Mọi người thích cái video này thì thích mình review những cái mẫu lo mới nữa thì like, còn không thích thì sai sót chỗ nào cứ để lại phần bình luận bên dưới luôn. Nói chung là mình tiếp nhận hết chứ không có gì hết. Còn những cái bạn thành phần trẻ trâu kiểu gato lẫn nhau á, kiểu những cái bạn mà bán giống mình á, nói chung mình không chắc nhất làm gì đó. Nói chung tư duy của thằng tỷ phú khác với thằng tư duy của cái thằng nghèo, nên mình cũng không muốn tạo nghiệp làm gì đó. Mình lúc nào cũng suy nghĩ cho đi nên đó. Rồi nói chung quay lại cái lo nói nhiều. Đây là hai mic. Đó, có chậu cắm mic nào nhìn trên đây là thích nhất cái phần trên đây. Nó thiết kế một thùng gỗ 4 tấc. Đó. Giả bằng gỗ nè, nhìn rất là đẹp nè, có màu sang, màu vàng nữa nè. Đó. Mọi người thấy nhìn kỹ nha, rất là đẹp. Đây là mặt lưới phía trước có một lớp lưới chống tạp âm, công nghệ Nhật Bản, lắp ráp tại Việt Nam, đương nhiên là linh kiện Trung Quốc nha anh chị các bạn. Thương hiệu Samsung. Thùng gỗ 4 tấc và đo kích thước luôn anh Tài ơi, đo kích thước luôn. Kích thước đây là em đang bỏ thùng nha anh chị các bạn. Em bỏ cái thùng giấy ra nha, để cho mọi người, vì nhiều khi mọi người có chở lo đi du lịch bỏ cốp xe rồi á, mọi người dễ biết. Cần đo đong đếm. 44 là chiều ngang nha mọi người, 44 hơn một xíu á mọi người. Đó, chiều ngang mặt trước của chúng ta, lo bát 4 tấc, một chung một chép. Và chiều sâu của ta là 39 cm, 44 x 39, 39 sâu. Và 80 là chiều cao. Đây là bỏ thùng ra rồi. Phụ kiện thì cái hộp mic nó có đúng không? Không có hộp mic. Lo này thì không có tặng kèm hộp mic nha. Nói chung là ưu tiên cho 5 anh chị các bạn khách hàng may mắn đầu tiên mình có thể chọn tặng, mình nhận một phần quà tặng là hộp mic bao da chống nước hoặc là cái đèn led chớp theo nhạc. Đây là bảng điều khiển, volume, bass chép của nhạc, ba nút đầu là của chỉnh nhạc. Kế tiếp là delay, echo, mic chép, mic bass, von mic, guitar von. Nói chung là đây là lần đầu đập hộp cũng như là khui con lo này, có gì sai sót anh chị các bạn bỏ qua.
Đó, mọi người có thể tham khảo giá bán tại website lokeotiso.com hoặc là tại tựa đề. Đây là có cổng out ra lo kéo, có cổng in, kết nối TV, máy tính laptop, khe USB, thẻ nhớ. Và chúng ta đây là công tắc nguồn, chế độ dùng bình. Bình chúng ta sẽ được tích hợp ở phía sau, nằm phía trong, phía trong. Kê di động Samsung kính chào. Đó. Phát nhạc từ ngõ vào line in. Đây là chỗ cắm sạc hai ngõ mic dây và một ngõ guitar, ba cái đèn báo sạc, đang sạc, đèn bình đầy và bình yếu phía nút cuối cùng. Đây là chỗ kẹp bình 12V. Thời lượng trung bình mình sử dụng liên tục, nếu mà karaoke mở lớn liên tục 3 đến 6 tiếng. Còn anh chị các bạn mở nhạc nghe nhỏ cho nhỏ nhỏ nghe trong nhà thì có thể là sáng chiều. Đó, thoải mái. Mình chuyển Bluetooth bằng nút này. Thử có chế độ radio hay không? Phát nhạc từ ngõ vào line in. À, con này thì có hai chế độ Bluetooth và chế độ line in. Này ghi âm. Khi mà chúng ta cắm USB thẻ nhớ thì nói chung là không còn chức năng gì lạ hết. Bây giờ em sẽ kết nối Bluetooth. Mở thêm một đoạn nhạc, anh Tài quay giùm ha. Đừng có nhìn nghe mic nha. Đây là em quay full clip, không cắt ghép gì hết, cho mọi người nghe thử âm thanh thực tế khi mà chúng ta test ở ngoài trời. Thì trên mạng rất là nhiều cái clip họ cắt ghép âm thanh vô, nó không có chân thực. Cái này là em mở âm thanh chân thực cho anh chị các bạn. Dạ. Có khán giả nhí hay gì? Bé mấy tháng rồi cô? Đúng tuổi rồi đó. Dạ. Ừ, ngoài ẩm nè. Mê nhạc lắm, nó nghe nhạc mình nhúng nhúng à. Bây giờ mình sẽ xóa bớt lịch sử kết nối, tại vì bán lo nhiều kết nối nhiều cho nhiều khách á, nên nó nhiều thứ quá, nhiều lịch sử quá, mình sẽ xóa bớt và mình sẽ kết nối lại. Đây, tắt lo nữa, có bước lịch sử. Bây giờ mình sẽ mở lo lên. Rồi, để kết nối lại, mở Bluetooth. Dàn karaoke di động Samsung kính chào. Vui lòng kết nối Bluetooth. Đó, tên Bluetooth chúng là Samsung. Cho phép Samsung đã kết nối Bluetooth. Đây, Samsung đã kết nối. Rồi, bây giờ em sẽ mở thêm một đoạn nhạc. Nhạc remix, nhạc trẻ remix, remix cháu lên ba. Nói chứ em sẽ mở thêm một số đoạn nhạc chuyên kết lo. Đây, một đoạn nhạc kết lên. Âm lượng chúng ta đang 30. Bass chép 60. Bass chép để 50 nha. Giờ lên 60. Thank you.
trẻ. Mình sẽ tìm thêm một loại nhạc trẻ nữa mọi người. Đây. Âm lượng đang hơn 50 một xíu. Âm thanh đánh rất là vang, rất là hay. Ngoài trời đó mọi người thích hợp cho ngoài trời, bass 40, chiều cao 80 là bỏ vỏ thùng rồi. Tính luôn thùng thì nó cao tầm khoảng 85. Tiếng bass đánh rất là chắc. Nghe nó chép nó không có bị chát tai, không có bị chói tai, rất là hay. Vô nè. Khi đôi môi em còn đỏ mộng. Gà giòn cay McDonald's, thấm thịt giòn da cay đúng đã. Quảng cáo. Rồi đặt camera đây đi. Được rồi, được rồi. Em sẽ đặt camera tạm ở cái góc trên cái loa này nha mọi người. Tại vì có hai anh em quay à. Đi mở mic lớn lên tại ra ngoài trời mà đi cô 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 đây thử mic cho mọi người nè, cực kỳ thích con này là cái cô rất là mạnh, đặc biệt hỗ trợ cho các bạn mình giọng yếu nha, xin lưu ý em xin nói lại con eco con này lo này cái điểm mạnh nó là eco rất là mạnh, rất là nhạy, mình để mở lên chừng khoảng 10%, 20% thôi mình ca rất thoải mái, đặc biệt hỗ trợ cho anh chị các bạn mình giọng yếu mình hát con này rất là tuyệt vời. Một hai ba 20% thôi nha, giờ lên tới 10%. Một hai ba một hai ba 4 5 6 7 rồi Go, 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 go.
đi đi. Mất 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 m